chào quý vị. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Tối nay thứ tư ngày 3 tháng 8, chương trình có những nội dung chính sau đây. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ở Long An giảm 0,6% hàng năm. Số liệu đưa ra tại hội nghị về cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em giai đoạn 2011-2015. Tin trong nước, hiệu quả từ việc áp dụng các chế phẩm sinh học vào sản xuất nông nghiệp, phóng sự thực hiện tại thành phố Cần Thơ. Tin thế giới, hơn 4.000 người thiệt mạng trên đường di cư trong 7 tháng đầu năm 2016. Thưa quý vị, chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Tấn Dũng và lãnh đạo một số sở ngành tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với Ngài Nakajima Satoshi, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Tấn Dũng bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Ngài Tổng lãnh sự Nhật Bản, đồng thời giới thiệu sơ lược với đoàn những thành tựu nổi bật về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Long An trong năm qua, đặc biệt nhấn mạnh về tiềm năng thế mạnh kinh tế và hoạt động của các doanh nghiệp Nhật Bản trên địa bàn tỉnh. Ngài Nakajima Satoshi cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Long An và chúc mừng những thành tựu mà tỉnh đạt được. Ngài Tổng lãnh sự Nhật Bản cũng chia sẻ khó khăn của tỉnh do tình hình xâm nhập mặn vừa qua. Ngài Nakajima Satoshi đánh giá cao tiềm năng lợi thế của Long An và hứa sẽ đẩy mạnh các hoạt động quảng bá để kêu gọi các nhà đầu tư Nhật Bản đến với Long An. Qua đó, nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam, Nhật Bản. Nhật Bản là nước đứng thứ ba về đầu tư tại Long An với hơn 120 doanh nghiệp đang hoạt động. Thời gian tới, Long An sẽ thúc đẩy và mở rộng hơn nữa mối quan hệ hợp tác với Nhật Bản, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản đến tìm hiểu đầu tư kinh doanh tại Long An. Trước áp lực quá tải về trường học, bệnh viện ở các địa phương tập trung nhiều khu cụm công nghiệp, tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Tấn Dũng cũng bày tỏ mong muốn kêu gọi các dự án xã hội hóa đầu tư vào các lĩnh vực y tế, giáo dục. Trong khuôn khổ chương trình làm việc, sáng nay, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, Nakajima Satoshi đã dự lễ bàn giao dự án hỗ trợ thiết bị y tế tại huyện Vĩnh Hưng. Thưa quý vị, tại huyện Mộc Hóa sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 tỉnh Long An gồm ông Quang Văn Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và ông Lê Công Đỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri trên địa bàn huyện Mộc Hóa. Đây là buổi tiếp xúc cử tri đầu tiên của các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An sau khi trở về từ kỳ họp Quốc hội thứ nhất Quốc hội khóa 14. Tại buổi tiếp xúc, cử tri được thông tin về kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 7 vừa qua. Theo đó, kỳ họp đã báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội được bầu, xem xét quyết định về tổ chức bộ máy nhân sự cấp cao của nhà nước. Có ý kiến tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri kiến nghị Quốc hội cần nhanh chóng đưa ra các biện pháp khắc phục sự cố môi trường tại các tỉnh miền Trung, đồng thời giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư không để xảy ra những vụ việc tương tự. Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ nông dân trong việc tiêu thụ nông sản. Chủ yếu là cái giá lúa làm như thế nào để cho nông dân từ cái làm ra ngoài đồng rồi tới buôn bán có liên kết được với cái doanh nghiệp mà buôn bán lương thực để nhân dân có lợi, với giá lúa thiệt bây giờ nông dân mà không có lợi. Ngoài ra, cử tri kiến nghị một số nội dung liên quan đến tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm, trong đó cần có biện pháp chế tài mạnh hơn đối với việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận và tổng hợp ý kiến của cử tri để chuyển đến các kỳ họp sau của Quốc hội khóa 14. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An đơn vị số 2 gồm ông Nguyễn Tuấn Anh, Trương Phi Hùng và bà Phan Thị Mỹ Dung sáng nay đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Trường Bình, xã Tân Kim, thị trấn Cần Giuộc và cán bộ công chức viên chức các cơ quan ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang nhân dân huyện Cần Giuộc. Tại buổi tiếp xúc, cử tri cũng có nhiều ý kiến kiến nghị nhà nước quản lý chặt chẽ và có biện pháp xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm đất công tác điều động bổ nhiệm cán bộ, phòng chống tham nhũng lãng phí, tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trung ương, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ y tế, công tác kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, vấn đề sản xuất gây ô nhiễm môi trường, tình trạng hướng dẫn viên du lịch nước ngoài hoạt động trái phép ở Việt Nam. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội đã ghi nhận tiếp thu kiến nghị của cử tri để trình lên kỳ họp thứ hai đại biểu Quốc hội khóa 14. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em và nhân dân Lê Tấn Dũng đã chủ trì hội nghị tổng kết chiến lược quốc gia về dinh dưỡng và dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em giai đoạn 2011-2015, định hướng hoạt động giai đoạn 2016-2020.
Theo báo cáo, hàng năm có trên 98% trẻ dưới 2 tuổi và dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng được cân đo hàng tháng để đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng. Theo đó, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm trung bình hàng năm là 0,6%, trong đó ở thể nhẹ cân từ 12% năm 2011 giảm xuống còn 8,7% vào năm 2015. Ở thể thấp còi giảm từ 22,8% năm 2011 xuống còn 19,5% năm 2015. Tuy nhiên, tỷ lệ thừa cân béo phì đang còn ở mức cao so với cả nước. Năm 2014, cả nước là 4,8%, trong khi Long An là 7,9%. Trước thực tế này, tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra một số hạn chế bất cập trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em. Đó là nhận thức của người dân về dinh dưỡng hợp lý, đặc biệt là phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú và những người trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng trẻ ở nông thôn còn nhiều hạn chế. Cán bộ chuyên trách thường xuyên thay đổi, kinh phí hoạt động giảm theo từng năm. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chăm sóc Sức khỏe ban đầu cho trẻ em và nhân dân Lê Tấn Dũng nhấn mạnh, một trong những giải pháp quan trọng và bền vững để tỉnh Long An đạt được mục tiêu chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 là các cấp, các sở ngành phải đẩy mạnh công tác truyền thông, tập trung thực hiện chi tiêu giảm suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, khống chế thừa cân béo phì, củng cố và phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dinh dưỡng ở tuyến cơ sở, chăm sóc dinh dưỡng hợp lý cho bà mẹ trước, trong và sau sinh. Chiều ngày 2 tháng 8, công ty bảo hiểm nhân thọ Rudento Việt Nam phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Long An tổ chức lễ trao tặng 23 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho 14 hộ gia đình có thân nhân không may bị tai nạn giao thông. Đây là một trong những hoạt động thuộc giai đoạn 2 của dự án Dòng tay nhân ái chia sẻ nỗi đau tai nạn giao thông do Quỹ ban An toàn giao thông quốc gia, Ban An toàn giao thông các tỉnh và Công ty bảo hiểm nhân thọ Rodenso phối hợp triển khai từ năm 2015. Theo đó, trong năm qua, chương trình trao tặng 1.927 hợp đồng bảo hiểm cho hơn 1.000 hộ gia đình trong diện thụ hưởng trên 12 tỉnh thành phố. Được thực hiện từ năm 2015 đến năm 2019, dự án sẽ trao tặng 5.000 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ miễn phí cho các gia đình có vợ hoặc chồng là nạn nhân tai nạn giao thông hoặc phải nuôi con dưới 18 tuổi, có hoàn cảnh gia đình khó khăn thuộc diện nghèo, cận nghèo. Mỗi hợp đồng bảo hiểm sẽ có giá trị 50 triệu đồng cho mỗi người con trong gia đình, không hạn chế số lượng cho đến năm 18 tuổi. Hợp đồng có thời hạn tối đa 18 năm và tối thiểu 5 năm và được triển khai trên toàn quốc. Dự án có 4 hoạt động chính gồm cấp học bổng, dòng tay nhân ái, tìm kiếm việc làm phù hợp cho người thân của nạn nhân, tặng sổ tiết kiệm, bảo hiểm miễn phí, hỗ trợ cây, con giống và chi phí chữa bệnh và phương tiện hỗ trợ sinh hoạt. Thưa quý vị, thời gian gần đây, khóm ở các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có Long An, được thương lái thu mua với giá cao, ổn định nên nông dân có lãi lớn. Bình quân sau khi trừ chi phí, nông dân trồng khóm có lãi trên 80 đến 100 triệu đồng một hecta. Mỗi năm vào thời điểm này, khóm chỉ có giá từ 5 đến 6 ngàn đồng một ký. Nhưng những ngày gần đây, giá thu mua khóm tại ruộng được các thương lái đẩy lên mức 9 ngàn đến 11 ngàn đồng một ký tùy loại. Theo ông Trần Chân Một, xã Tân Tây, huyện Thành Hóa, thì chưa bao giờ giá khóm cao như vậy. Mặc dù năng suất không cao bằng các ruộng khóm trong vùng, nhưng đợt khóm vừa thu hoạch, ông Một lãi gần 40 triệu đồng trên 1,5 hecta, cao gấp 3 lần những năm trước. Cái cây khóm này thì thấy ra thương lái nó mua là gấp mỗi lần cái thương lái phai, mà cái giá cả nó cũng ổn định chứ cũng không có, nó có sụt chăng thì cũng còn có lời, cũng sống được chứ cũng không có đến nỗi. Trồng khóm là chỉ có lời thôi, ít nhiều thôi chứ không có lỗ. Như tôi thì hồi đó tôi trồng phai lỗ lã hoài, mất nợ, rồi tôi chuyển qua khóm này 5 năm tôi mới cất được cái nhà này. Một năm, khóm cho 3 đợt trái với sản lượng bình quân từ 20 đến 25 tấn một hecta. Với giá hiện tại thì mỗi hecta người dân thu lãi từ 80 đến 100 triệu đồng. Do hiệu quả kinh tế khá cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, nên cây khóm đã bén duyên trên vùng đất vàng Tân Tây, huyện Thành Hóa và trở thành loại cây ăn trái chính để phát triển kinh tế địa phương. Từ năm 2015 đến nay, xã đã vận động nông dân chuyển 130 hecta đất trồng tràm, khoai mỡ và cây mì năng suất thấp sang trồng khóm. Mỗi hecta chuyển đổi, nông dân sẽ được hỗ trợ 2,2 triệu đồng. Kết quả, diện tích trồng khóm trên địa bàn xã liên tục tăng từ 36 hecta ban đầu lên trên 310 hecta thời điểm hiện tại.
xã Tân Tây cũng đã được quy hoạch cánh đồng lớn chuyên canh cây khóm với diện tích 600 hectare vào năm 2020. Hiện bây giờ thì cái sự phát triển của cái cây khóm thì năm sau là cao hơn năm trước, vì do cái người dân là nhận định họ thấy được cái việc phát triển của cây khóm nó là cái tiềm năng mạnh so với các cây khác như là cây khoai. Cây khoai mở thì ngay bây giờ là cái giá là không ổn định, năm sau lại thấp hơn năm trước. Còn cây khóm cái trong từng thời điểm đều là cái giá nó sẽ nâng lên, rồi trong cái việc mà tiêu thụ thì phải nói rằng là rất là dễ tiêu thụ. Để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xã tiếp tục vận động nhân dân sản xuất trong cánh đồng lớn, hỗ trợ người dân dây vốn sản xuất, xây dựng thêm trạm bơm điện tại kênh 22 ấp 5 để phục vụ 600 hectare dùng chuyên canh khóm, đồng thời thành lập các tổ hợp tác nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiêu thụ hàng hóa. Trong tương lai gần, việc sản xuất khóm theo tiêu chuẩn Việt Gáp cũng nên được thực hiện, bởi đây là điều kiện để xây dựng thương hiệu khóm Tân Tây, giúp cây khóm ở địa phương này phát triển hiệu quả và bền vững hơn. Tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh hôm nay cho biết, một vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Mộc Hóa làm thiệt hại một xe mô tô, hai điện thoại di động. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Lực lượng tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông xử lý 200 trường hợp vi phạm, phạt 285 triệu đồng, tước 29 giấy phép lái xe. Chuyển sang nội dung phần tin trong nước. Tối 2 tháng 8 tại quảng trường trung tâm thành phố Quy Nhơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã tổ chức trọng thể lễ khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 6 năm 2016. Về dự liên quan lần này, đã có 52 đoàn võ thuật trong nước và quốc tế với 1.030 thành viên, trong đó có 16 đoàn võ thuật quốc tế với 130 võ sĩ đến từ các nước Pháp, Mỹ, Algeria, Maroc, Italy, Nga, Bồ Đào Nha và Canada. Liên quan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam do tỉnh Bình Định khởi xướng từ năm 2006. Đến nay, qua 5 kỳ tổ chức, đã trở thành nơi hội tụ của những người đam mê yêu quý võ thuật truyền thống Việt Nam. Liên quan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 6 sẽ tiếp tục là cầu nối để bạn bè năm châu đến với đất nước Việt Nam, đến với miền đất võ Bình Định giàu tiềm năng lịch sử và văn hóa, là cơ hội để các võ đường trong nước và quốc tế gặp gỡ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong việc bảo tồn và phát huy võ cổ truyền Việt Nam nói chung và võ cổ truyền Bình Định nói riêng, đồng thời góp phần quảng bá, giới thiệu về tiềm năng hợp tác, phát triển kinh tế, thu hút đầu tư cũng như du khách trong và ngoài nước. Sau lễ khai mạc đã diễn ra các chương trình văn hóa nghệ thuật và võ thuật đặc sắc với sự tham gia của hàng trăm vận động viên, võ sư, võ sinh và các diễn viên trong và ngoài tỉnh, với các chủ đề chính như võ cổ truyền Việt Nam hình thành và phát triển, âm vang hào khí Tây Sơn, hội tụ miền đất võ và hãy đến với chúng tôi Bình Định Việt Nam. Liên quan sẽ diễn ra đến hết ngày mai 4 tháng 8. Thưa quý vị, là dựa lúa của cả nước, đồng bằng sông Cửu Long cũng là nơi tiêu thụ một lượng lớn phân bón vô cơ cùng các loại thuốc bảo vệ thực vật. Việc làm này đã tác động không nhỏ tới môi trường của khu vực. Tại thành phố Cần Thơ, việc tăng cường sử dụng các chế phẩm sinh học, sử dụng phân bón hữu cơ vào sản xuất nông nghiệp đã giúp tăng năng suất cây trồng và bảo vệ môi trường trên địa bàn. Cánh đồng xã Tân Phước, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ được áp dụng đồng bộ các kỹ thuật canh tác 1,5 giảm trong điều kiện mặt ruộng được san phẳng bằng tia laser để sử dụng nguồn nước một cách tiết kiệm nhất. Bên cạnh đó, phân bón hữu cơ và chế phẩm sinh học được đưa vào sản xuất đã giúp nông dân tiết kiệm chi phí gần 4 triệu đồng một hecta, năng suất lúa nhờ đó cũng tăng 300 kg một hecta so với canh tác theo phương thức thông thường. Đây là một trong những mô hình ứng dụng hiệu quả việc thay thế phân bón vô cơ và thuốc bảo vệ thực vật bằng các ứng dụng sinh học. Cái thu hoạch trước khi mà cái phòng nông nghiệp, phòng kinh tế chưa có là hướng dẫn nông dân á, thì coi như nông dân làm năng suất nó chỉ là từ 800 đến 850 là dữ lắm rồi. Là trúng lắm là 850 ký cho một công. Từ khi mà trên phòng kinh tế đem cái khoa học kỹ thuật đem lại cho nông dân áp dụng theo cái chương trình khoa học kỹ thuật đó, làm nó mới có tăng năng suất được. Để nông dân áp dụng thành công các tiến bộ khoa học kỹ thuật, phòng nông nghiệp đã hướng dẫn cụ thể cách làm, đồng thời cung cấp các chế phẩm sinh học và phân bón hữu cơ tới nông dân. Quá trình sinh trưởng phát triển của cây lúa cũng được cán bộ kỹ thuật theo dõi chặt chẽ. Lúc đầu thì cũng hơi gặp khó khăn, nhưng mà thời gian khi mà mình hướng dẫn
và mình áp dụng thực tế vào đồng ruộng và làm những cái mô hình trình diễn, thì nông dân thấy được hiệu quả của các cái chế phẩm sinh học, thì từ đó thì bà con mình mạnh dạn áp dụng. Và thậm chí thì tụi em đã có hướng dẫn về cái làm cái nấm xanh để cho bà con mình sử dụng phòng trừ cái rầy nâu và sâu cuốn lá trên lúa. Phân hữu cơ thì đây chủ yếu là mình hướng dẫn cái ủ rơm bằng cái nấm chi cô đặc ma và phun cái nấm chi cô đặc ma trên đồng ruộng để mà phân hủy cái nguồn rơm rạ. Hiện nay, địa bàn toàn bộ diện tích cánh đồng lớn của quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ khoảng 633 hectare đều đã được tập huấn hướng dẫn và sử dụng phân hữu cơ cùng các chế phẩm sinh học vào sản xuất lúa. Từ hiệu quả của việc ứng dụng các chế phẩm sinh học trong sản xuất lúa, hiện tại nhiều diện tích rau màu của địa phương cũng đã chuyển sang áp dụng phương thức canh tác mới này. Nếu như trước đây dùng phân bón hóa học để bón cho cây hẹ, người dân chỉ thu hoạch một năm phải trồng lại, thì nay sử dụng phân hữu cơ vào sản xuất, thời gian thu hoạch dài hơn. Tạm khuyến nông vô để truyền dạy cho khoa học kỹ thuật và từ đó người dân ta mới áp dụng vô. Thì làm mình làm theo cái quy trình sản xuất của nó thì cây hẹ mình ăn được lâu dài hơn. Chứ như hồi trước thì bà con ta làm thì thời hạn làm ăn một năm mà. Từ ngày áp dụng khoa học kỹ thuật với mình xài phân hữu cơ thì cái có người ăn 2 năm, 3 năm, 4 năm không chừng. Nói chung làm phân thuốc thì nó giảm hơn ở ngoài lắm luôn. Thì một công thì tôi giảm hơn có thể là 700-800 một triệu một đợt vụ gì đó. Việc chuyển đổi từ sử dụng phân vô cơ sang phân hữu cơ trong trồng các loại rau màu không những tăng năng suất mà còn giúp các nông sản này an toàn về vệ sinh thực phẩm, không lo dư thừa các chất có hại. Hiện nay thì đối với cái hợp tác xã thì về bên chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật của bên đơn vị khuyến nông cũng như trạm bảo vệ thực vật đó, thì khuyến khích nông dân khi mà sản xuất cái sản phẩm rau an toàn đó là phải sử dụng theo một cái số cái quy trình cũng như là những cái bước thực hiện phải theo đúng cái quy trình đã đăng ký với lại chi cục bảo vệ thực vật, khuyến cáo nông dân sử dụng cái chế phẩm sinh học trong cái phòng trừ dịch hại trên cây hành cũng như các rau các loại. Tăng năng suất cây trồng, giảm chi phí và an toàn cho người sử dụng, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường là hiệu quả mà các mô hình sử dụng phân bón hữu cơ và các chế phẩm sinh học mang lại. Hiện tại thì các mô hình này đang được các địa phương ở thành phố Cần Thơ nhân ra diện rộng.